trưởng môn kiêm tốn chút chấp 370. Phó bản độ nguy hiểm 4 sao, xem ra thiên cơ tán nhân này không thể xem thường. Nhưng cũng chỉ là 4 sao nhỏ nhoi mà thôi. Hắc Đình, đi theo ta. Triều Ca, đừng lỗ mãng. Yên tâm đi, dì Ninh, con biết chừng mực mà. Trước khi bản tọa cho phép con ra tay, thì con không được ra tay. Vâng. Các ngươi mau nhìn lên trời đi, có người đến kìa. Là kẻ địch tấn công, có kẻ địch tấn công. Mau đi ứng chiến. Bắn. Đến đúng lúc lắm. Sát sinh, mở. Vừa hay để ta thử buff kiếm sinh này. Không hay rồi, hắn là đại tu hành giả. Vậy có cần tiếp tục bắn tên không? Có thể ngăn cản hắn được chừng nào hay chừng đó. Mau đi báo tin, vâng, chúng ta đã dùng hết mũi tên rồi. Tuy có thể cộng dồn buff, nhưng bản tọa cảm thấy có chút nhàm chán. Lũ cá tạp kia cút ra đây. Hắc Đình, đi thôi. Vâng, sư phụ. Mình đã hứa với Triều Ca sẽ không ra tay trừ khi thật sự cần thiết. Dù sao, mình đại diện cho kiếm tông Chí Tôn ở Thanh Châu, một khi ra tay thì các tông môn khác sẽ đồn những chuyện không hay. Hơn nữa xem ra hiện tại Triều Ca đã có thể tự mình ứng phó được rồi. Thiên cơ tán nhân, ra đây chịu chết đi. Sư phụ cố ý làm ầm ĩ như vậy, thật ra là muốn thay mình chút giận. Sau này mình phải học hỏi sư phụ, không bao giờ chần chừ nữa. Thiên cơ tán nhân, cút ra đây cho bản tôn. Ngươi cứ phái đám rác rưởi này ra, ngươi muốn làm rùa rụt cổ sao? Lão Phu sẽ đến gặp ngươi, nhưng bây giờ không phải lúc. Lão già, xem kiếm của ta đây. Lão già này chạy cũng nhanh thật, một kiếm lúc nãy suýt nữa là chém chết hắn rồi. Sức mạnh khi xuất kiếm của sư phụ lúc nãy, đó mới là thực lực thật sự của đại tu hành giả, mình căn bản không làm được. Kiếm khí mạnh quá, một kiếm đó của tiểu tử này, đến ngũ cảnh cũng chưa chắc chịu được. Tiểu Triều Ca của chúng ta đã trưởng thành rồi. Các người không cần bồi táng cùng lão già đó, mau cút đi, bản tọa tha cho các ngươi một mạng. Bọn chúng không rời đi được đâu, dù sao nhiệm vụ của chúng ta ở đây và giết chết trưởng môn đại nhân của Mạc Môn. Các vị muội muội, hôm nay gặp được Lộ trưởng môn, quả nhiên là anh tuấn phi phàm, Lan Tỷ, Hồng San, đúng vậy, Thiên Cơ Các, Trung Tứ Tháp chủ. Không biết Lộ trưởng môn có hiểu âm luật không, ta thổi một đoạn sáo cho ngươi nghe nha, Lữ Tiêu, Hoàng Hoa. Lữ Tỷ Tỷ lại nói bậy rồi, với vẻ đẹp của hắn, muội nhất định phải tranh thủ thời gian nhốt hắn vào trong tranh mãi mãi. Là Trung Tứ Tháp chủ. Bọn họ đều là đại tu hành giả, chúng ta được cứu rồi. Lộ Triều Ca đó tuyệt đối không thể đánh lại bốn người bọn họ. Quá tốt rồi, Lộ Triều Ca thua chắc rồi. Bốn đại tu hành giả cũng chỉ là Trung Tứ, vậy Thượng Tam sẽ có sức mạnh như thế nào? Đáng tiếc kiếp trước mình chỉ nhìn thấy mặt của họ. Thảo nào hệ thống đánh giá phó bản này là 4 sao, đúng là xứng với cấp bậc này. Bốn tên ngũ cảnh, tuy đều là ngũ cảnh sơ kỳ, nhưng dù sao cũng là ngũ cảnh. Nếu chúng dám làm hại một cọng lông của Triều Ca thì mình sẽ không lưu tình. Nói nhiều vô nghĩa, chi bằng nghe tiểu khúc trước đi. A, mau che tai lại. Mẹ kiếp, âm thanh này đúng là quá khủng khiếp rồi. Đúng rồi, mình có thể tắt cài đặt hiệu ứng âm thanh. Như thế thì sẽ không nghe thấy âm thanh gì nữa. Đúng vậy, còn phải mở ghi âm. Việc mình vô tình gia nhập vào tông môn đáng sợ như Thiên Cơ Các bị đám bạn cười nhạo suốt nửa tháng. Ngừng tiếng, thật sự không ngờ tới, vận mệnh lại sắp xếp như vậy. Bắt đầu ghi hình, video hủy diệt một tông môn của Lộ Triều Ca. Bắt đầu ghi hình. Thực lực của Trung Tứ Tháp chủ không thể xem thường, bốn người này có những đặc điểm riêng, không biết mọi người thích ai hơn. A. Lan Tỳ lạnh lùng cầm tỳ bà. B. Hồng San xinh đẹp. C. Lữ Tiêu thổi sáo ôn nhu. D. Hoàng Hoa quyến rũ. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé!
nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.